tay níu lấy hư không, võ vàng giọt nắng nghĩ ha bình bừng cả xa, nhiệm màu từng giọt nắng rơi, nhiệm màu giọt nắng nghĩ ha rơi rơi hoa cười. Trên đầu là đầu ngọn cỏ, trên đầu ngọn cỏ một dải thiên hà, một dải thiên hà phong bên gió, phong bên gió ta ba dạo trời. Biết chăng là từng huyền hữu, biết chăng huyền chợt đầy vương, chợt đầy từng giọt nắng rơi, nhiệm màu giọt nắng từng giọt rơi rơi hoa cười, hoa cười từng giọt nắng rơi, nhiệm giọt nắng rơi, nhiệm màu giọt nắng nghĩ ha rơi rơi hoa cười. Trên đầu là đầu ngọn cỏ, trên đầu ngọn cỏ một dải thiên hà, một dải thiên hà phong bên gió, phong bên gió ta ba dạo trời. Biết chăng là từng hiện hữu, biết chăng hiện hữu chợt đầy vương, chợt đầy nhiệm màu từng giọt nắng rơi, nhiệm màu nắng rơi, nhiệm màu giọt nắng nghĩ ra rơi rơi hoa cười, hoa cười từng giọt nắng Nam mô
ngày thứ hai bằng Phật sự chúng tôi không lên lớp được, mà ngày thứ hai là cái ngày dành cho buổi học từ sự chỉ dạy của Hòa Thượng Ân Sư. Vì thế những ngày bận bao giờ chúng tôi cũng muốn chúng ta học bù. Vì vậy hôm nay là giờ tam tổ trúc lâm. Từ khi thành lập thiền viện Vũ U đến nay khoảng 17 năm rồi, nhưng bao giờ mỗi tuần lễ bao giờ cũng có một cái giờ trực tiếp xem DVD để nghe thầy chỉ dạy trực tiếp. Ngoài ra ngày thường cũng nghe những lời trong CD, chỉ nghe âm thanh không thấy hình ảnh. Thì đó là sự nuôi dưỡng của Thiền viện Vô U đối với cái tâm lành của tất cả đại chúng. Chúng ta được trực tiếp học, được trực tiếp không những học trên văn tự mà thấy được phong cách từ phong cách của thầy cho đến phong cách của đại chúng, để chính bản thân mình nhìn qua đó là những cái tấm gương, và mình phải cố gắng chọn một cái cuộc sống đẹp, một phong cách đẹp cho chính mình. Tất cả đều là những bài học. Thì mấy vấn đề chỉ có chuyện cá nhân mình học, cá nhân mình tu, mình làm có một việc cho chính mình thôi. Tôi mong rằng quý vị trân trọng, ngồi làm sao tâm thật là thanh tịnh, thân thật là trang nghiêm, tiếp nhận những điều rất là tốt đẹp, và mình đang nuôi dưỡng cái đạo lực của mình mỗi ngày một thật sự tiến bộ, mới không uổng cái cuộc đời. Tôi vẫn gọi đùa, mà thật sự tôi gọi mùa đại dịch này, virus COVID-19 là Bồ Tát, Bồ Tát của quỷ vô thường, để xem có nhắc nhở thầy chúng tiến tu tinh tấn hơn không, tốt đẹp hơn không, và có bớt buông lung không, đi đứng nằm ngồi hơi thở. Quý vị đi bằng cái gì cũng được. Nếu pháp môn Tịnh Độ niệm Phật liên tục, nhất tâm bất loạn, thì thiền cũng phải dụng công liên tục khi quý vị còn sơ cơ, còn yếu. Liên tục đó có thể đi bằng hơi thở, nếu quý vị thích hợp, có thể đi bằng sáu căn, một trong sáu căn mà mình thường dính mắt. Hãy đi như vậy một cách hết sức là chân thật, chứ không phải chỉ có cái tướng đi tu mà không có cái tâm đi tu, và không có sự thành tựu của một người tu thì rất là uổng. Cho nên có đôi lời nhắc nhở để chúng, cái phước duyên hôm nay mình vẫn còn thầy dù ở xa, mà cái ánh sáng trí tuệ từ bi của thầy vẫn đến với chúng ta rất là sung mãn. Chúng tôi tâm sự để chúng, có những thiền viện không phải có điều kiện như Vô U đâu. Sự thành tựu hôm nay về Phật sự của Vô U chính từ tấm lòng của thầy muốn thiền tông được hưng thịnh, và cũng là bản nguyện của chúng tôi muốn thiền tông hưng thịnh, thì phải nuôi dưỡng đại chúng từ giới xuất gia cho đến những vị cư sĩ có lòng tu phải có kết quả. Cho nên tạo điều kiện bằng cách chúng ta học liên tục, khai mở trí tuệ, đủ lòng tin. Và thưa đại chúng, nếu mà quý vị có một chút đạo lực thì quý vị sẽ tiến thẳng lên tới chỗ tu mà vô tu. Đó là sự nuôi dưỡng, chứ không phải chỉ học cho hết thì giờ đâu, không phải đâu. Nhưng nếu quý vị không dụng công thì đừng hòng đến được chỗ đó. Thành thân nhập họa tự không đơn, chủ nhân giữ mặt hồn vô cảm, qua hướng quần phương xuất nhất đầu,
thì cái bài này dịch của vợ chi thì nó cũng không có được hay, cho nên tôi cũng thấy bài này chú Nguyễn Hoa nên đây một cái bài này đó. Người ở trên lầu qua dưới xanh, người ở trên lầu vào Tết qua dưới xanh, vô ưu ngồi ngắm khói tầm phong, vô ưu ngồi ngắm khói tầm phong, phong không lên phong chậm hồn nhiên. Người tới qua vô việc, hồn nhiên người tới qua vô việc, một đóa hoa Tết vừa mới nở xuân. Nguyễn Văn à, thưa đại chúng, trước nhất là nhìn qua cái hình ảnh của chỗ này gọi là tham vấn đường ở tại thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng Đà Lạt, đại chúng vẫn còn ngồi dưới đất để học pháp, thì điều này chứng tỏ rằng đây là những năm đầu tiên thiền viện được thành lập. Quý vị biết cái tâm của thầy luôn luôn muốn chánh pháp được lưu truyền, còn hình thức bên ngoài, cái tiện nghi bên ngoài là phụ thôi. Mình tu tới đâu thì phước sẽ tới đó. Dù một nơi đầy phước đức, nhưng nếu chúng ta không có phước đức thì tất cả những phước đức sẽ ra đi. Cho nên chúng tôi khi nương học với Hòa Thượng, chúng tôi học được một điều là y báo tùy thuộc chánh báo, và tu phải chú ý chánh báo hay y báo. Y báo là những điều kiện, những tiện nghi, những phước đức, còn chánh báo là việc tu hành. Quý vị chú ý cái nào? Chú ý điều thứ nhất hay chú ý điều thứ hai? Thứ nhất là chánh báo, thứ hai là y báo. Xin giơ ngón tay lên để chứng tỏ rằng mình giờ này chưa ngủ gục, chưa bốc đồng. Phải chú ý chánh báo. Mà chánh báo là quan trọng nhất. Không phải nói con phát tâm tu mà có chánh báo, mà thật sự mình có hành trì. Mình hành trì một mình không ai biết, nhưng khi xuất sự là lúc mình đang trình một cái bài tập của mình, một bài thi, một là mình đậu, hai là mình rớt, rõ ràng để tiếp tục tu tiếp. Nếu rớt phải cố gắng nhiều hơn, nếu đậu thì tiếp tục như thế để nâng đẳng cấp mình lên. Đậu là gì? Đậu là xuất sự không tham sân si, đậu là xuất sự không phiền não, mà tận sâu trong tâm, nó không phải là bên ngoài, là một sự tĩnh lặng trọn vẹn. Chúng ta trình bày để mình biết chánh báo là gì, mà vun bồi nuôi dưỡng. Chính chỗ đó mà những người cùng tu với nhau mới giúp nhau một cách chân thật. Tuổi đời mình có hạn, mình sống với những người không biết gì thì đôi khi mình rất là dễ vui. Mình sẽ nghĩ là có ai biết mình tu gì đâu, miễn mình mặc cái đầu đội luôn là mình đã lên một đẳng cấp ngon rồi. Đó thì thưa đại chúng, chính chỗ đó mà huynh đệ rất là quan trọng, để thấy rõ mình mà nhắc nhở mình. Vậy quay trở lại hình ảnh ở trong cái pháp hội của thiền tông, giờ này còn đang ngồi dưới đất để học pháp tại Đà Lạt, và thầy vừa đọc phần chánh văn của bài thơ do Tam Tổ Trúc Lâm sáng tác. Mà dĩ nhiên sáng tác này không phải để trình cái gọi là tâm hồn thơ mộng của mình, thi sĩ của mình, mà đang trình
đang ghi lại sự dụng công của hành giả. Bài kệ này rất là thấm như cái ý tôi đã nói trước. Qua tại trung đình nhân tại lâu, tức là qua ở giữa sân, người đã trình lầu phần hương đọc tọa tự phong hương, mình thắp hương ngồi một mình rồi tự quên hết mọi cái lo phiền. Thưa đại chúng, tôi nghĩ đây là một cái bài thơ tiêu biểu cho thiền viện Bồ U, rất là xứng đáng và rất là vinh dự. Vì trong bài thơ có chữ vô ưu, và nói chung trong bài thơ cũng nói lên được một sự dụng công thẳng tắp, rốt ráo. Từ lâu chúng tôi đã được các Phật tử gửi tặng bài thơ này mỗi khi tới ngày sinh nhật của vô ưu. Người thì ở trên lầu, hoa thì ở đâu? Hoa ở giữa sân. Chữ đình này là sân. Hoa ở giữa sân, còn nhân thì tại lâu, tức là người ở trên lầu. Phần hương có nghĩa là thắp hương. Đọc tọa có nghĩa là ngồi một mình. Quý huynh đệ nhớ đặc tính này. Người nào mà lúc nào cũng có ai đó để nói chuyện, lúc nào để cũng có ai đó để mà qua lại, thì thưa đại chúng đã mất cơ hội dùng không. Tại chúng ta phải hiểu tâm mình mỗi giây phút chỉ có thể duyên một cảnh thôi. Nếu mình đã duyên qua thị phi với nhiều người xung quanh thì mình đã không đủ điều kiện để nhìn được tâm mình. Chúng tôi nói lên tới cái lợi ích và cái hại của những người thích thị phi, thích nói năng, thích nghe ngóng. Nó có hại vô cùng. Mình không bao giờ có thể chăm sóc được cái chuyện tu hành của mình cho có kết quả. Cho nên ở đây thắp hương của một hành giả đồng hành đồng bộ, thì trong thắp hương này nó là một cảnh giới thiền định giải thoát. Đọc tọa là ngồi một mình. Nhưng mà tới đây cũng nhắc đại chúng, ngồi một mình này không hẳn để đòi không gặp ai, không làm gì, mà ngồi một mình này để muốn nói lên mình không phải là người dính cảnh, người mình không phải là người vọng tưởng phân biệt. Và có được như thế thì sẽ tự quên hết mọi lo phiền, vì mình sẽ chánh niệm sống trong cái hiện tiền này. Thắp hương cũng đang ở cảnh giới thiền, ngồi yên cũng đang ở cảnh giới thiền. Tự quên hết mọi lo phiền, chủ nhân giữ vật hồn vô cảm. Chủ nhân là người giữ vật, vật tức là hoa hồn vô cảm, nghĩa là nó lẫn nhau, không có chống đối, không có ly biệt. Chỗ này chúng ta nên nhớ lẫn nhau là gì? Là nó không có sự chống đối, không có sự khác biệt. Rồi mình còn cũng sẽ lầm mà nói là đó, thấy không? Con có tu chỗ này đó, con lẫn nhau không chống đối, cho nên huynh đệ con nói te tua. Một người nói cái người nghe, cái bắt đầu phát biểu thêm một chuyện nữa, cái bên kia nghe gọi là hài hòa như vậy. Có phải sự dụng công là như vậy không? Không, đang dụng công lầm nha. Hôm nay quý vị sẽ nghe rõ, và tôi mong cái bài thơ nó mang cái linh hồn của vô ưu này sẽ nuôi dưỡng chúng ta. Còn một tháng nữa ra hạ sẽ tiến tu tốt đẹp. Qua lưới quần phương sức nhức đầu, tức là qua nó nhắm các phương rồi nó xuất hiện, nó nở ra một cái
đó qua. Thì đây là một cái điều mà trong bài thơ này tôi cho là rất là xuất sắc. Như vậy thì chúng ta mới thấy người và qua nó không còn hai nữa. Mà không còn hai là khi nào? Tức là khi chúng ta ngồi mà không còn một cái ý niệm lo phiền gì. Đây là động tâm. Chúng tôi muốn đại chúng lưu ý khi dùng câu người và hoa, có nghĩa là khi mình là người đối cảnh, hoa tượng trưng cho cảnh, mà không hai có nghĩa là sẽ không có một niệm lo phiền. Mà niệm lo phiền đó nếu so với lục thô thì thưa đại chúng, nó đã qua giai đoạn thứ mấy rồi? Quý vị nên nhớ, cái chỗ gọi là lục thô chính là vô minh tác nghiệp. Sáu trạng thái, lục là sáu, thô là dễ thấy. Sáu cái tướng vô minh dễ thấy, mà những tướng vô minh này là tướng mà chúng ta vẫn lầm khi còn vô minh để tạo nghiệp, gọi là tác nghiệp, tạo nghiệp luân hồi sanh tử, gồm có phân biệt. Tiếp tục phân biệt, mình trình bày là mình đang phân biệt, mà không phải nói một lần nghe mà đủ đâu. Nói tới nói lui, nói tới nói lui, nói một nhóm này nghe chưa thỏa mãn, kể lại cho nhóm khác, nói hoài không bao giờ dứt, mà không biết là mình đang ở trạng thái vô minh phân biệt. Đó, đang ở trạng thái tạo nghiệp mà mình không biết. Tạo nghiệp là vậy đó. Rồi phân biệt, tiếp tục phân biệt, rồi mình mới chấp cứ. Khi mình trình bày thì mình nói ai đúng mà ai sai, luôn luôn là mình trốn, gọi là chấp cứ đó. Chứ không phải trình bày rồi cái vấn đề nói chị ơi cho em nói đi, em thương chị quá, chị chấp cứng cho nên chị khổ nè, chị nên hiểu như thế này nè, chị cũng có sai, mình chịu không? Không. Đó gọi là chấp cứng mới phân biệt. Rồi khi chấp cứng rồi mình sẽ đặt tên, thì đặt tên mình đúng người sai đó, và cuối cùng là mình tạo nghiệp. Tạo nghiệp qua ba trạng thái, cái miệng mình sẽ nói mình đúng người sai, cái mặt mình và cái tính cách của mình sẽ buồn phiền bực bội à, và mình rất là vui nếu có ai chung một ý kiến như mình à, gọi là đồng minh á à, đồng minh là mình vui lắm. Và cuối cùng thì mình tạo nghiệp, mình sẽ có thái độ xa lìa hoặc là thái độ gần gũi. Ai đồng ý với mình liền xin số điện thoại liền à, để ha, sau cái buổi họp rồi sẽ gặp chị sao nha, nói chuyện tiếp nha, chị em mình là đồng chí hướng đó à. Và đối với những người khác ý kiến, dù là nhắc nhở cho mình hãy buông đi, ra khỏi vô minh đi, mình có ưa không? Đâu có ưa đâu. Là bây giờ đang ngồi học, sẽ qua giờ thọ trai thế nào cũng dời ghế chỗ khác à, không có thích ngồi gần. Đó, thì đó là tạo tác của ba nghiệp thân miệng ý đó. Chúng tôi đang lần lượt trình bày, mà vấn đề phải nhìn thấy mình đã từng như thế và sẽ còn như thế. Rồi cuối cùng thì khổ đau hay sung sướng, an lạc? Khổ đau. Có người sẽ nói tôi làm như vậy mới đúng ý tôi, và tôi sẽ vô cùng thích thú được làm theo ý tôi, mình hạnh phúc khi làm theo ý mình. Nhưng thưa đại chúng, hạnh phúc của một người đi vào đường tối, đi vào đường khổ, chứ không phải thật sự hạnh phúc đâu. Vậy chỗ này xin nhắc đại chúng, hôm nay những vị tu hành giải thoát đều, khi người đối với hoa không hai, có nghĩa là người đối với cảnh xúc sự đó không hai, mà không hai có nghĩa là không có một niệm phân biệt lo phiền, tức là tới giai đoạn thứ sáu của lục thô là khổ đau.
Mà muốn được như vậy là người tu thiền bao giờ cũng đi từ gốc. Thì chặt gốc là tự nhiên ngọn nó rụi thôi à. Còn cái người mà cứ chặt ngọn hoài thì rất là vất vả. Mà gốc không phải nó bắt đầu từ phân biệt đâu, mà thưa đại chúng, nó bắt đầu từ đâu ai biết giơ tay lên? Từ đâu? À, chưa thấy ai giơ tay nha. Rồi một Phật thấy một vị giơ tay, không biết trúng trật nha, nhưng mà chúng tôi xin đáp để quý vị hai bàn tay bắt đầu bằng vô trụ. Mình không dính mắt thì mình sẽ không phân biệt. Và vô trụ, chữ nghe quen nhưng biết dụng công chưa, lại là một sự tha thiết tu hành mới đạt được. Chữ trong Phật pháp nghe hoài rất quen, nhưng có hành gì được thì mới có kết quả. Phải vô trụ để nó không cần dọn, không cần dẹp, không cần trừ gì cả, nó sẽ thành tựu được vô phân biệt. Mà thành tựu được vô phân biệt thì sẽ không tạo nghiệp, và không tạo nghiệp thì chính là niết bàn giải thoát. Cho nên hôm nay với cái từ bi trí tuệ của thầy đã từng dạy như thế, thì xin đại chúng nhớ cho. Và nếu mình có căn lành, có phước duyên, mình sẽ nhớ để làm những việc đáng đạo. Cuộc đời mình đâu có dài, cứ làm những việc bá lát bá xàm hết cuộc đời rồi. Chuyện đáng làm chưa có nỗ lực đó. Thì thưa đại chúng, ở đó cũng là từ bài kinh trong Pháp Bảo Đàm, Lục Tổ dạy phải tam vô: vô trụ, vô niệm, vô tướng. Chúng tôi luôn luôn trong buổi học cho quý vị biết cái gốc của lời dạy, để nếu đại chúng muốn phải tự tìm tòi để hiểu rõ hơn trong kinh Pháp Bảo Đàm tam vô. Vậy tới đây, ở đây giữa người chủ nhân là người và vật là hoa, có khi vật có nghĩa là tất cả những gì đang diễn tiến trước mặt mình, một lời nói, một hành động, một cử chỉ, nó sẽ lẫn nhau. Có nghĩa là giữa mình và cảnh không hề cách biệt, mà nó không có chống đối nhau, nó không có một niệm chống đối, thì gọi là không hai. Dạ, yeah. Yeah. Cái là lúc mà mình không còn ý niệm không phiền gì hết, thì chừng đó chúng ta mới thấy người và vật hay là người và qua đều lẫn nhau, không còn có riêng biệt. Mà người và qua không còn riêng biệt nữa, thì như vậy lúc đó bỗng nhiên ở khắp nơi, ở mười phương có một cái qua hiện ra. Thì như thưa đại chúng, cho nên nếu chúng ta còn có lời phê bình là chúng ta đã lọt qua cái đối đãi hai bên, và nếu lọt qua đối đãi hai bên rồi, chính là chúng ta đang trôi trên dòng sanh tử luân hồi. Chỉ khi nào đối cảnh mà chúng ta không bị lọt vào dính mắc, lọt vào phân biệt, lọt vào phiền não, thì mình lúc đó không làm gì cả mà được an lạc giải thoát. Và khi an lạc giải thoát, chính là lúc đó hoa đẹp hiện ra. Đó hoa đẹp này có phải đó hoa ngoài sân không? Không. Đó hoa ở ngoài sân chỉ là một đó hoa vô thường không thật, mà một đó hoa chân thường bất sanh bất diệt mới hiển lộ. Quý đệ nghe, chúng tôi mong rằng mình sẽ biết rằng mình đủ sức hành trì tới đây chỉ vì mình chưa tha thiết thôi. Từ đó chúng ta sẽ phát tâm, phát nguyện phải làm cho được
những điều ngay ở trong tầm tay chúng ta, chứ không phải là xa xôi gì cả. Để khi mà tâm chúng ta nó yên lặng, tâm sáng, rồi tốt chặt, có một cái gì mà thường chúng ta không bao giờ biết, không bao giờ thấy, nó hiện ra với chúng ta, nó xuất hiện ra, thì chúng ta lại là một cái kênh đột biến của nội tâm, hay đó là một cái thức tỉnh của thực tại. Huynh đệ nào phát nguyện, phát tâm, muốn đến được cảnh giới này, xin giơ tay lên. Huynh đệ nào phát nguyện đến được cảnh giới như thế này? Và mấy huynh đệ có biết rằng dưới sự chỉ dạy của Hòa Thượng Trúc Lâm, mình đủ niềm tin để tin mình có sẵn đầy đủ. Nhưng tại sao mấy huynh đệ không thường vào cảnh giới này, mà lại thích vào cảnh giới vô minh tối tâm tạo nghiệp? Thì chúng ta hãy tự đánh thức mình. Vô thường rất gần, nhất là trong mùa đại dịch. Mà khi vô thường đã đến với mình, thì thưa đại chúng, có một trở ngại gọi là mê cách ấm. Chết đi, đời sau chúng ta ở trạng thái mê. Nếu chúng ta cái hạt giống trí tuệ không mạnh, thì nó chưa đủ sức để kích phát cho chúng ta tiến tu đâu, mà chúng ta sẽ lọt ở trạng thái mê, vô minh, rồi chờ trưởng thành để gặp thầy, gặp bạn, gặp đạo tràng để tiến tu. Đôi khi thời gian đó cũng cần kéo dài lắm. Mình chỉ nhìn đời này thôi, mình thấy bao nhiêu năm mình mới phát tâm tu, và bao nhiêu năm mình mới tu một cách tinh cần, rất khó khăn. Cho nên chúng tôi muốn nhắc đại chúng rằng nên ý thức được điều đó, mà hãy trân quý giây phút hiện tại của mình, hãy nỗ lực tiến tu. Người Mỹ có một câu gọi là chưa bao giờ là muộn. Chưa bao giờ là muộn, hãy bắt đầu. Vì khi quý vị bắt đầu ứng dụng được, thì mình sẽ thấy được cơn đột biến của nội tâm. Chúng ta sẽ có một sự thức tỉnh của nội tại. Có nghĩa là sự thức tỉnh, sự giác ngộ này ngay chính ở trong tâm của chúng ta. Và cái tâm này nó không hề ngăn ngại với cảnh. Nó khác với mấy huynh đệ tu nghĩ rằng ô đừng gặp ai hết. Nhưng có phải không gặp không? Gặp một cách lựa chọn, chưa tùy duyên. Mà nếu lựa chọn như vậy thì quý vị đã phạm cái lỗi người Phật. Nó là cảnh giới đối đãi hai bên. Trong khi nếu chúng ta sống hồn nhiên, thắp hương một mình, lặng lẽ, thì lúc đó sẽ lọt vào trạng thái vượt đối đãi. Và khi vượt đối đãi được, thì tự nhiên sẽ nổ tung, sẽ bùng vỡ cái khối nghi từ lâu. Và lúc đó cơn đột biến của nội tâm hay sự thức tỉnh, sự giác ngộ của chính mình mới thành tựu tốt đẹp. Và dĩ nhiên một cơn đột biến này không phải là cuối cùng đâu. Từ đó chúng ta sẽ sống trong cảnh giới đó, không còn đi vào cảnh giới tối tâm của chấp ngã, của vô minh, của lựa chọn. Đó, thì thưa đại chúng nhớ như vậy. Và chưa bao giờ là muộn, hãy bắt đầu. Khi mà chúng ta ngồi yên, thấy mình và không còn ai nữa, thì lúc đó bỗng nhiên nó nổ tung ra, tức là nó phát sáng lên, thì chừng đó chúng ta mới thấy nên mình có cái lạ, thế còn không thì không thấy được. Thì như vậy ba bài kệ này đã diễn tả được khi chúng ta được cái tâm trạng người chẳng không ai, thì lúc đó rồi sẽ mới thấy được một cái lạ nên mình hiện ra.
Giờ này chúng tôi muốn mời đại chúng cùng thực hành trong hiện tại. Quý vị bất cứ ngồi ở đâu trong giây phút này, nếu ngồi trước cái chánh điện thiền viện vô u, thì hãy nhìn cảnh tại thiền viện vô u. Mấy vấn đề có duyên ở tại An Thất thì ngay bây giờ đối trước những cảnh vật chung quanh, mình thực hành chỗ người vật không hai, trong một niệm thôi, trong một tức tắc thôi. Thế nào là người vật không hai, để từ đó sẽ được sự bùng nổ của một cơn đột biến nội tâm. Thưa đại chúng, nội tâm chúng ta vẫn thường đột biến, nhưng mà mình có quan tâm tới nó đâu, mình bạn nhìn coi bên ngoài có gì đột biến không, chứ mình có bao giờ quay lại để nhìn nội tâm mình đâu. Nội tâm mình vẫn đang đột biến, vẫn đang bừng sáng, bùng nổ, có cái mình không nhận ra thôi. Đó, thì thưa đại chúng, hãy nhớ cái đoạn ngắn gọn này mà dụng công tha thiết. Như giờ này chúng tôi nhìn quý vị qua màn hình, nếu lọt vào cảnh giới người vật không ai, thì cái gì là sự thức tỉnh nội tâm? Hãy nhận ra những bài học hàng ngày là những bài tập cần thiết để cho chúng ta thành tựu đạo nghiệp. Chúng tôi bao giờ cũng thích đem những thí dụ thực tế. Khi chúng ta học lái xe, lý thuyết là như vậy, nhưng mình có phải lái xe là tuyệt vời liền đâu. Cho nên những buổi đi học có thầy giáo ngồi bên cạnh, chính là chúng ta đang thực hành những lý thuyết đã học. Và thực hành như vậy tạm rành rẽ rồi, sau đó chúng ta cũng liên tục phải thực hành như thế để trở thành một người lái xe giỏi. Có nghĩa là người đó đi tới nơi, về tới chốn là một điều kiện. Chứ lái xe không bao giờ tới nơi hết, đi lạc hoài thì cũng không xong, rồi đi rồi không biết đường về thì cũng không xong. Và quan trọng nhất là lái xe an toàn cho mình và cho mọi người. Thì tu cũng vậy, luôn luôn không lạc đường đi vào luân hồi sanh tử. Để nói lên cái người lái xe, chuyến xe gọi là tối thượng thừa, lái được chiếc xe đó và mình đến nơi đến chỗ thường trụ niết bàn. Mà cái tinh thần của Bồ Tát hạnh á, của Phật thừa là chẳng lìa uế độ. Còn cái chỗ này đôi khi huynh đệ còn lựa, nói rằng con mà tu mà chưa có bùng nổ á, là tại vì xung quanh con nhiều chướng duyên quá. Thưa đại chúng hiểu như vậy, chính là còn lựa. Mà thưa đại chúng sao lựa được, lái xe sao lựa, trên đường đi gặp gì thì giải quyết theo cái đó thôi. Trên đường đời, trên đường đạo, gặp cảnh thì lúc nào cũng bất nhị đi, và lúc nào cũng vô niệm đi, thì ngay lúc đó đang điện tiền. Thế thôi, còn ai đòi hỏi thì sao? Không bao giờ đáp ứng nổi. Tại vì cái đòi hỏi đó là vô minh. Đáp ứng rồi nó cũng thành vô minh thôi, chứ không bao giờ mà thành tựu được cái tốt đẹp. Vậy trước khi bước qua bài thơ mới của Tam Tổ Trúc Lâm, chúng tôi mời đại chúng cùng đọc với chúng tôi. Chúng tôi đọc một lần và bên đó mời một huynh đệ mở loa thôi nha, để cho đừng ồn nha. Giờ này đang nhìn thấy Thánh Đạt mới ở đâu xuất hiện đó. Đọc giùm tôi. Khi tôi đọc rồi thì bên chúng ở đây cũng đọc ha. Và trong room đại diện đọc, nhấn máy, nhấn nút. Người ở trên lầu hoa dưới sân, người ở trên lầu hoa dưới sân. Lần nữa, người ở trên lầu hoa.
hoa dưới sân. Mời lần nữa. Người ở trên lầu hoa dưới sân, vô ưu ngồi ngắm khói trầm sông. Vô ưu ngồi ngắm khói trầm sông. Vô ưu ngồi ngắm khói trầm sông. Hồn nhiên người với hoa vô biệt. Hồn nhiên người với hoa vô biệt. Hồn nhiên người với hoa vô biệt. Một đóa hoa vừa mới nở tung. Một đóa hoa vừa mới nở tung. Một đóa hoa vừa mới nở tung. Thưa đại chúng, tuy nói một đóa hoa vừa mới nở tung là đối với mình thôi, còn đây là một đóa hoa đã nở từ vô thủy, đã từ bao giờ nó đã có sẵn và đầy đủ như thế, không phải hôm nay nó mới nở tung. Nhưng đối với cái vô minh của mình thì hôm nay nếu chúng ta sống được với tâm bất nhị, không khởi một niệm phân biệt, thì cơn đột biến của nội tâm, sự thức tỉnh của nội tại sẽ hiển lộ trọn vẹn cái bất sanh bất diệt của mình. Và trước khi qua bài mới, chúng tôi nhắc lại, khi được như vậy, chúng ta phải duy trì mãi mãi. Duy trì thường trụ niết bàn, có nghĩa là trụ ở chỗ thức tỉnh đột biến bất sanh bất diệt này, mà chẳng lìa uế độ, có nghĩa là vẫn hàng ngày đối duyên xuất cảnh để mà mài dũa cái tâm vô minh, lúc nào nó cũng muốn lôi mình đi vào đường luân hồi sanh tử. Khi chúng ta từ chối con đường vô minh chính là chúng ta thường trụ niết bàn. Niết bàn có sẵn nhưng đôi khi chúng ta lại chạy theo bóng tối vô minh tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta học qua bài kế tiếp, bài thơ thứ 6 của tổ Tam Tổ Huyền Quang. Đọc bài này đó. Xuân lai hoàng bạch cát luân phiên, ái nhiễm liên hương dịch tự thì, biến giới phồn hoa hoàng cực trị địa. Hậu tiêu nhan sắc thuộc tâm ti, dịch xuân đến trăm hoa đưa sắc ấm. Một thời hương sắc kém chi nhau, vườn thu đàn tạ ngàn hoa đựng, riêng khúc tâm ti vẫn được màu. Và này thì phát thanh dịch của văn tâm. Thưa đại chúng, ở đây chúng tôi sẽ trao cho đại chúng một cái công án, và tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau. Khi nói trăm hoa và riêng hoa cúc, sự khác nhau là cái gì? Nghe và mấy vấn đề sẽ tự mình có một cái đáp án. Chúng tôi rất là thích học Phật, vì học Phật giống như là chúng ta vào một cảnh giới khoa học, có thí nghiệm và có kết quả, cũng như là chúng ta bước vào một cái bài toán rất khó, ngày xưa gọi là bài toán gây khó, và chúng ta là người đáp được. Và nếu nói thẳng sự tu thì đó là chúng ta từ luân hồi sanh tử vô minh, chúng ta có một con đường để ra khỏi sanh tử luân hồi, và có một con đường mà ngay tức khắc chúng ta có thể thành tựu đạo nghiệp. Đó là giá trị của thiền, mà nhất là của thiền tông. Tất cả đều do Phật dạy, nhưng tùy căn cơ và tùy phước duyên của mình mà mình có thể đi vào được cái cảnh giới này hay là không có duyên. Thì hôm nay chúng ta huynh đệ có duyên đi được con đường thẳng tắc, thì đừng bỏ qua cái phước duyên rất là uổng này, rất hi hữu, hiếm có. Bây giờ nghe Hòa Thượng Tôn Sư giảng giải
tái triển khai cho chúng ta dùng. Và bạc tác phương phi thì đây dịch là xuân đến đâm qua đua sắp thắm, đó thì là dịch rất rõ tối sáng. Ái diễn viên lương diện tự thì một thời thương sắc kém chi nhau, tức là nó đua nhau nở, đua nhau khe sắc, không biết nào kém thế nào. Biến giới còn qua hoàn trị địa, tức là vườn thôn tàn tạ ngàn qua rụng, tới vườn thôn các cái qua kia đều rụng hết. Rồi hậu điêu nhan sắc thuộc tâm bi, tâm bi tức là tâm cái dậu phía đông. Riêng cúc tâm bi vẫn được màu, thì như vậy bài này ngài cũng nói rằng mùa xuân thì trăm hoa đều đua nở, khoe sắc khoe tươi, nhưng mà đến mùa thu thì mưa gió lạnh qua được hết. Tuy qua được hết nhưng mà bên cái dậu đông còn một cái vườn hoa cúc nó vẫn tươi thắm trên không. Thưa đại chúng, người xưa để nói đến chỗ dụng công, nhất là chỗ rốt ráo nhất, thì thường mượn cảnh để mà trình bày. Chúng ta thấy đây giống như ngài đang tả một cái vườn hoa, nhưng không phải đâu. Những vị mà tôn đức thiền tăng không có phải để giờ để mà ủy mị, để thi văn nói lên tấm lòng yêu cái đẹp rồi thương xót cho cái tàn tạ vô thường. Các ngài không chỉ làm một điều đơn giản bình dị đó đâu, mà qua cái tươi thắm của một vườn hoa, có những đóa hoa sẽ tươi đẹp trong mùa xuân rồi sẽ tàn tạ trong mùa thu. Thì riêng trong mùa thu, đặc biệt là mùa của hoa cúc vàng, mà hoa cúc vàng này nó đang ở ngoài bờ dậu, có nghĩa là bên hàng rào đó, cái vườn hoa cúc này nó vẫn đượm màu tươi thắm. Và hoa cúc đó để chỉ cho cái gì? Chúng ta gợi ý để đại chúng lắng nghe lời của Hòa Thượng chỉ dạy. Không có hết đó. Thì như vậy cái bài kệ này cũng nói lên cái ý nghĩa, nghĩa là trong khi tất cả sự vật nó đều bị vô thường chi phối, thì còn có một cái không bị vô thường, phải không? Nếu trong vườn hoa này thì cái mà chưa bị vô thường đó chính là cái gì? Hoa cúc. Cái dậu, cái hàng hoa bên bờ dậu, bên bờ rào đó, nó không bị vô thường chi phối. Đó là nói tương đối. Chứ hoa cúc có bị vô thường không? Sẽ bị, nhưng mà lúc đó không bị. Và không bị vô thường chi phối để tam tổ huyền quang, tam tổ huyền quang muốn nhắc mình một cái thật sự không bị vô thường, chính là cái gì? Từ mùa xuân đến mùa hạ thì qua đã đầy đường, nhưng mà đến mùa thu thì dùng hết. Tuy dùng hết các thứ ba, nhưng qua cuối vẫn còn, cũng còn sinh qua tươi thắm. Để nói rằng tâm bao nhiêu thứ hình tướng đổi thay vô thường, có một cái chưa bao giờ bị vô thường, đó là cái hình ảnh nói như không nói đạo mà thật là đạo. Và đến với thiền nguyện là chúng ta được nuôi dưỡng cái lời dạy, chúng ta hiểu cái giáo, để chúng ta nhận được cái lý, cái chân lý. Nghe pháp là nghe cái lời dạy thuộc về giáo,
Và khi nghe những cái lời chỉ dạy đó, chúng ta nhận ra chân lý. Nhưng bài thơ này cái lý nằm ở đâu? Lý ở đâu? Lý vô thường. Lý vô thường. Và đồng thời có một chân lý tuyệt đối gọi là bất sanh bất diệt. Đó, mấy huynh đệ, nếu là thật sự trong dòng thiền của thiền phái Trúc Lâm phải rành điều này, trong dòng thiền của thiền viện Vô U phải rành điều này, vì chúng tôi thường chuyển tải và nhắc nhở đại chúng trong bài pháp chìa khóa học Phật ba loại chân lý phải rành rõ. Còn chuyện đời đừng có ham rành, người nào rành chuyện đời nhiều chừng nào thì người đó tầm thường chừng đó. Chúng ta hãy quê mùa đối với chuyện đời mà hãy rất rành chuyện điều tâm của mình. Chân lý thứ nhất là chân lý phổ biến. Chúng ta phải hiểu đời là vô thường và đời là duyên sanh. Cái chân lý mà chỉ cần nghe cái chữ duyên sanh thôi mà đủ lòng tin đã là Phật thánh. Chúng ta nhớ tới ai? Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Muôn Kiền Liệt. Chỉ cần nghe cái chữ duyên sanh, mà duyên sanh là tinh thần của cái gì? Của kinh Bát Nhã. Đó, giờ này hát chuyện đời rành lắm mà chuyện đạo đặt ra không biết nói. Đó là tinh thần kinh Bát Nhã. Phật đã khai thị các pháp duyên hợp chính là duyên sanh, mà duyên sanh chính là không thật, là tánh không, là chuyển hóa. Mà không phải nghe giáo không đâu, mà nhận ra cái lý đó. Và lý đó rồi phải bước qua bước thứ ba là hành. Hành trì để cuối cùng, để có kết quả, chứng quả. À, chúng tôi đang ôn dùng đại chúng một phần nói ngoài nhưng mà chưa có duyên để ghi nhớ. Chân lý phổ biến, thứ hai là chân lý tương đối, và thứ ba là chân lý tuyệt đối. Mà chân lý tuyệt đối chính là bài thơ này. Chân lý tuyệt đối ở trên là chân lý. Qua bài thơ này chúng ta thấy mấy loại chân lý? À, thưa đại chúng, chân lý thứ nhất là vô thường, chân lý thứ hai là tương đối, và chân lý thứ ba là chân lý tuyệt đối. Và tuyệt đối chính là sống với chân tâm, sống với cái bất sanh bất diệt. Vậy người nào thấy qua bài thơ truyền thống của thiền viện Vô U có chân lý phổ biến, ai thấy được điều này xin giơ tay lên. Có chân lý phổ biến. Phổ biến mình ngồi mình học á, mình lấy cái viết ra đi, mình đâu có phải thiên tài đâu. Chuyện đời mau nhớ lắm, chuyện đạo nghe rỗi rất mắt. Viết vô chữ vô thường, viết vô chữ duyên sanh, hai chữ thôi. Mà viết không kịp á, chữ vô thường viết chữ vi thôi, chữ thường. Rồi duyên sanh là chữ dê, chữ đi, rồi chữ sanh. Lâu ngày mình sẽ quen. Và hai cái đó chỉa một mũi tên là chân lý phổ biến, chân lý viết tắt. Sau đó, sau buổi học mình ngồi mình ghi cho rõ. Đó là chân lý phổ biến. Vậy trong bài thơ này quý vị thấy chân lý phổ biến trong đó không? Nếu ai thấy một lần nữa mời giơ tay lên. Thấy có chân lý phổ biến, tôi sẽ đọc tên ai không giác ngộ nha. Mà ai không giác ngộ nhớ tôi hỏi mà không ngộ là chết đó nha, không ngộ là coi như sống phát chịu đó nha. À, rồi có nhiều bàn tay còn e ấp nhát đơn dưới đồng bàn nó không thấy. Rồi thưa đại chúng, rồi qua chân lý, tôi hỏi chân lý thứ ba trước, trước khi hỏi chân lý thứ hai. Chân lý thứ ba là qua bài thơ có nói lên chân lý bất sanh bất diệt. Ai thấy điều này xin giơ tay lên. Có không? Có. Rồi câu hỏi, xin cảm ơn. Bây giờ câu hỏi thứ hai nè, mới là của riêng quý vị, tại tôi chưa nói lên, nhưng mà người thông minh đã biết rồi đó.
Chân lý thứ hai là chân lý tương đối, là sự chuyển phàm thành thánh, sự chuyển hóa. Ai thấy có trong bài thơ này xin giơ tay lên. Đó, số bàn tay giơ lên rất là hiếm có nha. Nhưng mà cái bàn tay nào thật sự giác ngộ mới có lợi ích nha. Còn giơ tay để chụp hình không thì không có lợi ích đâu nha. À, và chúng tôi xin kết thúc buổi học ở đây. Chúc đại chúng những ngày giờ được ngồi trong đạo tràng giữa mùa dịch bệnh kinh khủng, cộng thêm thưa đại chúng tình trạng an ninh nữa, chúng tôi cũng xin nói một chút. Trong kinh Phật có một cái đặc điểm nói lên hoàn cảnh xã hội, cho nên nếu hôm nay chúng tôi có nói đôi chút của xã hội hôm nay cũng là một chuyện bình thường. Qua kinh điển thấy được nền văn minh đương đại, thấy được tình hình, thấy được con người, thấy được nhiều thứ. À, sáng nay chúng tôi được nghe tin có một vị tu sĩ Phật giáo, trong khi mới hôm qua thôi, trong khi công phu buổi sáng ngồi thiền thì bị tai nạn, một viên đạn bắn vào và ngài chết tại chỗ. Thì nghe chúng tôi rất là xúc động, để thấy nên lên tình hình an ninh hôm nay trong một cái xã hội nhiều rối loạn. Và khi tìm hiểu thêm thì chúng tôi muốn đưa lên lớp học để nhắc nhở đại chúng là chuyện đó ở một tiểu bang khác, North Carolina. Thì mới đầu mình rất lo rằng cái người mà làm cái việc sát hại này là có ác tâm đối với thầy, cá nhân thầy, hoặc là đối với Phật giáo, cho nên chúng tôi quan tâm. Nhưng khi nghe đó chỉ là một sự tình cờ trong cái hành động mà gọi là mang tính chất căng thẳng stress của một thủ phạm, bắn một cách vu vơ không có nhắm, cho nên tụ trúng ai thì người đó tự biết. Vì thế nên có một lời khuyên, khi nghe những cái tiếng của tiếng động của súng đạn thì cái lời khuyên đầu tiên là chúng ta nên nằm xuống, thay vì chúng ta vẫn bình thường nằm sát xuống sàn, nó cũng tránh bớt cái nguy hiểm của tai nạn. Đây là tin nóng mỗi ngày hôm qua mà sáng nay chúng tôi mới được nghe. Và một tin thứ hai cho Cali, nhất là miền Nam Cali, chúng tôi nghe mà quan tâm, tại vì vấn đề chúng ta cũng có thể sẽ phạm điều này. Chính là một gia đình gồm có vợ chồng và bốn đứa con ghé một tiệm thức ăn định mua Fortugo. Và vì là buổi trưa cho nên cha mẹ bước xuống vào tiệm để nhận thức ăn, thì bốn đứa con vẫn ngồi trong xe. Trời nóng cho nên người cha lái xe vẫn để xe nổ máy. Nhưng có một chi tiết để giữ cái máy cho xe, cho bốn đứa con còn ngồi trong đó. Nhưng có một điều mà tất cả vấn đề chúng ta phải lưu ý và bổ sung là khi xuống xe không khóa xe. Dĩ nhiên trời nóng không nói là tắt máy để mà không có cái mát, nhưng mà cái mà điều thiếu sót mà chúng ta có thể làm được chính là khóa lóc xe lại, lóc cửa lại thì không lóc. Thế là một tên cướp nhảy vô, dù trong xe đang có bốn người mà trong bốn người con có những đứa con trưởng thành 18 tuổi, 15 tuổi, 13 và 8 tuổi ngồi trong xe. Nó vẫn ngồi lên xe và lái xe ăn cướp. Và khi lái xe với tốc độ mạnh ra ngoài rồi thì dĩ nhiên trong xe những đứa con này nó chốc vì cũng lớn. Nhưng mà thưa đại chúng, nó mở cửa ra và hai
người con lớn đầu tiên bị lọt ra ngoài xe. Và khi nó lắc như thế nào đó thì hai đứa con còn lại cũng bị văng ra khỏi xe. Và trong khi văng như vậy, có một cháu bị chết, còn lại những đứa con là bị thương. Thì tin này chúng tôi nói lên một tình trạng bất ổn của xã hội. Chưa kể để tránh lây nhiễm thì những nhà tù cũng được mở ra để mà khi mà sống chung, sống gần có thể bị lây nhiễm Covid. Thì hoàn cảnh xã hội như thế, đó cũng là cái gọi là cộng nghiệp chung của tất cả chúng ta. Vậy chúng ta hãy tự giữ gìn như thế nào cho tốt đẹp nhất thì tùy mình. Đó, thì đó là hai tin chúng tôi muốn chia sẻ trong lớp học. Và để cho cái buổi học nó thêm sâu sắc của việc dụng công thì chúng tôi xin mời đọc Ngũ Đăng Hội Nguyên tắt 133. Thường chúng tôi không nói đan, tại vì đan thì in sách có khi nó khác nhau, chữ to chữ nhỏ, nhưng nói về tắt là cái chủ đề thì nó sẽ không có khác. Một hôm ở tại Thạch Đầu, sư đang ngồi trên một tảng đá. Thạch Đầu hỏi: ở trong ấy làm gì? Sư thưa: một vật cũng chẳng làm. Tổ liền hỏi lại: thế ấy tức là ngồi không? Nếu ngồi không tức là. Tổ gạn lại: ông nói chẳng làm là chẳng làm cái gì? Ngàn thánh cũng chẳng biết. Đây là một đoạn thiền thoại trong Ngũ Đăng Hội Nguyên. Cái tắc này số 133 có chủ đề là chẳng làm cái gì. Và chúng tôi cho rằng đoạn này đi chung với bài thơ truyền thống của Thiền viện Vô U, nó rất là thâm thúy. Vì một hôm ở tại Thạch Đầu, sư chính là thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm ngồi ở trên tảng đá, thì tổ hỏi: ở trong ấy làm gì? Khi ngồi như vậy đó là đang làm gì? Sư mới thưa: một vật cũng chẳng làm. Khi người học trò trình bày như vậy thì ông thầy, quý vị nên nhớ cái hình ảnh giữa thầy trò, không phải mình nói một câu là mình đòi hỏi thầy phải y giáo phụng hành đâu. Và chúng tôi thấy những người học đạo thời nay hơi lầm, hình như phán cái gì thay vì thầy dạy thì mình không y giáo phụng hành, vì mình muốn làm cách mạng, mình muốn là người văn minh, mà mình lại muốn đảo ngược, thầy phải y giáo phụng hành những gì mà mình đang kẹt, đang chắc, đang làm. Điều này rất là thâm thúy và chân thật, quý vị hãy suy nghĩ. Vì khi trình bày rằng một vật cũng chẳng làm, thầy phải gạn lại để coi trình độ dụng công của mình có lầm hay không. Đôi khi nói có vẻ tương tự đúng mà chưa đúng, và có khi đúng thì sâu sắc hay vẫn còn hời hợt. Thầy là một người với tâm từ bi, sẽ biết rõ về mình để giúp đỡ mình. Quý vị hãy mở cái trái tim để hiểu điều đó, và cũng mở cái trí để biết mình có phước như vậy đó. Được chỉ dạy ngay khi mình sai, được nhắc nhở ngay khi mình có vẻ hơi tiến bộ nhưng chưa đến nơi rốt ráo, vẫn luôn luôn được hộ trì bởi Bồ Tát Hạnh mà những người con Phật đang phát nguyện cho chánh pháp trường tồn, cho chúng sanh an lạc, trong đó có đại chúng. Cho nên thầy nghe như vậy, tổ nghe như vậy không có im lặng đâu. Một Phật cũng chẳng làm, nghe ha là ok liền, đâu y giáo phụng hành liền, không phải như vậy đâu. Thầy chính là tổ liền hỏi: thế ấy tức là ngồi không hả? Phải vậy không?
người học trò có bổn phận phải trình diễn để thầy chỉ dạy. Nếu ngồi không tức làm. Đó, điều này huynh đệ nên hiểu nha. Tại một số huynh đệ thích ngồi không. Về thiền viện, ngại nhất là về phải làm. Nhưng ở đây chúng tôi có những nhân chứng thực tế. Đã có những vị một đời vất vả nuôi con và thi nguyện vọng chỉ là ở không thôi à. Thế là thích gì? Không muốn làm gì hết á. Cho hai tay vào trong túi áo, đi tới, đi lui, đi tới, đi lui. Và bà được toại nguyện vì bà đã vất vả thay chồng nuôi con khi chồng là một tử sĩ của chiến tranh Việt Nam. Nhưng rồi kết cục tới đâu? Hôm nay bà được toại nguyện ở không? Để chả nhớ gì cả, chả biết gì cả. Có phải là mơ ước của một số huynh đệ không? Coi chừng do lầm. Khi nói rằng một vật cũng không làm, tổ hỏi thế ấy tức là ngồi không phải không? Liền đáp nếu ngồi không tức làm. Nên nhớ nha, ngồi không tức làm. Và thầy liền hỏi sâu thêm, ông nói chẳng làm là chẳng làm cái gì? Chẳng làm nè, là chẳng làm cái gì? Ngàn thánh cũng chẳng biết. Đó, chẳng làm là như vậy đó. Và giao cho đại chúng, tại sao chỗ ngàn thánh cũng chẳng biết mà chẳng làm? Tu sâu sắc lắm đại chúng ơi. Biết được cái đường chắc chắn đã để dụng công làm một phước duyên. Nhưng mỗi ngày dụng công càng sắc bén hơn. Thưa đại chúng, cái chuyện mà nuôi dưỡng 40 năm đó là con số nhỏ bình thường. Có khi cả đời, nhiều đời chưa xong đâu. Vội tự mãn quá sớm để lo chuyện bá đáp bá sàm, không biết lo chuyện chính thì rất là uổng phí. Chỗ này ngàn khách cũng chẳng biết. Đó, chỗ đó đó. Thì thưa đại chúng, lời bình ở đây là gì? Trong đây ai biết được chỗ nào là cái chỗ chẳng làm của sư? Chỗ chẳng làm của sư là của người đệ tử là gì? Nếu có chỗ tức đã thành bị làm rồi. Dè dặt, dè dặt, rất cẩn thận. Vì nếu tu soàn soàn thì thôi, mà nếu tu đến độ mà gọi là kết quả tột cùng thì phải rất dè dặt, rất nghiêm túc. Và cái lời chú giải để giúp cho chúng ta tiến tu như sau: thế nên ngồi chơi mà vẫn tỉnh sáng tức tu. Vậy chúng tôi cũng đặt câu hỏi khác: nếu trong khi làm việc mà vẫn tỉnh sáng có phải tu không? Cũng là tu chứ đâu phải ngồi chơi. Nhưng mà muốn nói rằng người mà biết tu trong khi làm lúc nào cũng tỉnh sáng, hay nói một cách đầy đủ hơn, lúc nào cũng tỉnh lặng. Tỉnh mà lặng tức tu. Dù ngồi chơi, ngồi không hay là làm việc, ngồi mà kềm tâm là chưa thoát khỏi dị thường. Đó, cái tu mà ngồi kềm, tránh mọi người, tránh nghe, tránh thấy thì đó chính là kềm tâm. Thì đây chưa thoát khỏi dị thường, chưa phải là cái cách tu thẳng tắc của tối thượng thừa của thiền tông. Ngồi mà tâm chạy đầu này, tâm chạy đầu này đầu kia là ai? Nếu kết luận đó là phàm phu có oan ức không? Không. Vậy hôm nay coi chừng mình có còn là phàm phu không? Nếu tâm mình chạy đầu này chạy đầu kia, chuyện của tam bảo mình ngại nhõm nhăng, nhưng mình rất xiên chuyện thế gian, thì hãy nhìn lại, cố gắng
nha. Tâm chạy đầu này đầu kia thì thuộc là phàm phu. Nếu còn thấy có chỗ làm tức còn bị trói. À, nói như vậy để không có chỗ làm có nghĩa là không có chỗ tạo tác, thưa đại chúng. Giai đoạn đầu chúng ta tu vì còn yếu cho nên phải tạo tác, nhưng sau khi thuần thục là chúng ta phải đạt đến chỗ vô tác. Tuy nhiên chớ hiểu không làm tức là ngồi không, để mặc tình tâm ý chạy đông chạy tây là lầm. Do đó cái chỗ này chính là chỗ ngàn thắng cũng chẳng biết, ngàn thắng cũng chẳng biết. Chính đây là chỗ mà những người tu thiền không thể hời hợt bỏ qua. Và kết luận chủ yếu của việc tu là trong chỗ vô sự hằng tỉnh sáng. Làm tất cả mà vẫn vô sự, làm tất cả mà vẫn vô tâm. Khi làm, cần làm thì chúng ta làm vô sự vô tâm. Khi ngồi chơi rồi chúng ta nói thôi làm quen rồi ngồi chơi không nữa, thì nếu gì được không? Cũng là bệnh. Ngồi chơi vẫn hành tỉnh sát, vẫn vô sự vô tâm. Và chúc những người con của Phật sẽ được luôn luôn an lạc, luôn luôn được vô sự, được nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh. Xin kết thúc buổi học ở đây. Mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc.
an lạc không lìa sự khổ đau. Khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát, an lạc là đây ở điểm này. Trong phiền não cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cạnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm hãy gắng gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát, an lạc là đây ở điểm này. An lạc là đây điểm này.